Tôi chào tất cả các bạn. Bữa nay 4 tuổi, bữa nay 6 tuổi. Bữa nay đây là anh Tường, Tường 6 tuổi. Anh Dĩ 9 tuổi. Anh Tường với anh Dĩ sẽ chơi khủng long cắn tay. Bắt đầu mình với anh Tường, anh Dĩ sẽ chơi cắn tay. Bắt đầu mình chơi nha. Không cắn. Ấn cái món này nè. Không sao đâu. Ngồi không sao. Không đau, cũng nhẹ thôi. Một cái gầm thôi, cũng nhẹ thôi, không đau đâu. Mình chơi lại nha. Dạ. Nó chết lại, ra cắn luôn. Trời, bắt đầu. Ăn trước, ăn trước. Tin tưởng. Anh Dễ. Anh Tường. Không, hút rồi, hút một thôi. Giờ hút sợ quá. Ăn gì? Thôi đừng ngứa anh. Ngứa, sao ngứa mình chết nữa. Để món không được. Đau không? Rồi chơi một lần nữa nha. Tôi tập cái tay vô cái mặt chết luôn. Tập một cái tay vô là nó đập một cái mặt. 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 Thôi. Đó đi trước đi. Đây nè. Nãy giờ nuôi ti với lại anh Dĩ bị cắn rồi phải không? Anh Từ chưa bị nè. Lần này cho anh Từ bị cắn luôn nè. Ứng trước đi không? Thôi con một cái thôi. Hai cái bị cắn. Dĩ hai cái bị cắn. Ứng rồi. Hai lần rồi. Đừng có cắn nha. Cứ hút đi. Thôi, sợ lắm một cái nữa. Khó lắm. Cắn đi. Vậy là quá chừng lắm. Chờ anh chỉ với Phúc thôi. Rồi đứng cho anh Tường chơi nữa. Rồi. Anh Tường đi ra quá trời luôn. Để cho anh Tường nghỉ mệt đi. Ấn bắp. Còn hay quá. Ấn vô luôn, ấn vô luôn. Cắn một cái gạch đi. Trời ơi. Tê. Cắn mẹ. Cắn đi. Thôi mẹ luôn cái ngón tay nãy không được cắn được. Cái này nổi lên nó cắn rồi kìa. Nổi lên đó, nó cắn rồi đó. Thôi xong ngày xui vậy trời. Đụng như đây cũng được nè. Rồi, mở ra cho tiếp. Ngày xui quá. Các bạn thấy trời xem thì vui không? Chào các bạn.